là phụ nữ thật là khó trong thứ việc phải lo. Thời gian luôn gò bó từ nội trợ gia đình tới công danh sự nghiệp, thời gian đâu để nghỉ. Chăm chút chồng từng bước đi xong lo thằng cu tí. Không như ngày đầu quen nhau sáng móng tay chiều gối đầu, có phải lo nghĩ gì đâu. Đi shopping lo làm đẹp, tới xem ca nhạc vài show. Nhưng thực khi anh là em, trong trong bao ngày vất vả dường như không ngừng nghỉ. Lúc nào cũng phải lo phải nghĩ từ những việc nhỏ tí ti. Anh chắp tay xin bó tay thật là khó quá đi. Là phụ nữ thật là khó quá đi. Và khi anh là em, anh mới nhận thêm được một điều là phụ nữ thật là khó quá đi. Ôi, bó tay thật là khó quá đi, bó tay. Để rồi bó tay khi anh là em mới biết gì nào. Nhiều điều rất hay, không có hay chút nào. Điều anh chưa thấy ngay, chỉ cần gần gũi hơn nữa, vẫn biết là sẽ rất khó. Đừng vội bó tay chưa khi chắc. Anh là em mới biết nhiều điều rất sẽ thấy liền thôi. Chỉ cần thương em nhiều hơn. Anh chắp tay xin bó tay thật là khó quá đi. Là phụ nữ thật là khó quá đi. Và khi anh là em, anh mới nhận thêm được một điều là phụ nữ thật là khó quá đi. Ôi, bó tay thật là khó quá đi, bó tay. Chúng ta vội vã đến thế, để rồi bó tay khi anh là em mới biết. Họ muốn biết điều đâu. Chỉ cần gần gũi hơn nữa, vẫn biết là sẽ rất khó. Khó thật mà. Đừng vội bỏ tay khi anh là em mới biết nhiều điều rất hay, những điều anh chưa thấy ngay. Chỉ cần thương em nhiều hơn. Anh chắp tay xin bó tay thật là khó quá đi. Là phụ nữ thật là khó quá đi. Khi anh là em, anh mới nhận thêm được một điều là phụ nữ thật là khó quá đi. Ôi, bó tay thật là khó quá đi, bó tay. Chúng ta vội vã đến thế, để rồi bó tay khi anh là em mới biết. Họ muốn biết nào. Nhiều điều rất hay, những điều anh chưa thấy ngay. Đúng, họ muốn thấy. Chỉ cần gần gũi hơn nữa, vẫn biết là sao.